Cái này anh đào hậu đón khoảng nhiêu ký? 2 mấy ký? 25 không? Không, khoảng 22. Ngày còn tuần nữa hai lon anh hậu. Ok không? Thấy được không? Thấy được. Được ha? Được, được hơn tự phải không? Nó vui lên chứ. À, được cũng vui vậy hả? Xin chào quý bà con, mình là Quanh sáng lập kênh siêu thị cây giống. Hôm nay Quanh xin phép được chia sẻ với quý bà con một cái chủ đề mà Quanh nghĩ sẽ rất là nhiều các cái cô chú bác hiện tại đang trồng mít sẽ rất là quan tâm. Và vườn này thì bà con sẽ thấy phong cảnh nó hơi quen một tí, thì Quanh nghĩ là cũng rất ít mô hình nào mà trồng được những cái cây của cái khu vườn mít mà đẹp như thế này. Vườn này thì nếu bà con là những cái vị khách hàng và những người yêu mến Quanh thì chắc cũng biết là bên Quanh đã từng xử lý cái dinh dưỡng toàn bộ cho cái vườn này, đặc biệt là đối với cái dinh dưỡng cho những cây đang mang trái. Và con có thể thấy lúc nãy anh Viễn anh vừa quay một cái trái mít này, anh Viễn gọi là trái mít heo ha, không biết sao anh gọi là trái mít heo nữa, thì cái trái nó rất chi là to. Bà con thấy Quanh có thể sờ vô vậy để bà con có thể ước lượng nè, 1 gang là mít thái nha bà con, 2 gang nè, 3 gang. Và cây này thì Quanh ước lượng trái này tầm khoảng 25-30 kg. Và với cái giá mít hiện tại thì mình tính trung bình khoảng 30 ngàn một ký đi, thì nếu mà tính 20 ký thì nó được 600 ngàn ha bà con ha. Và đặc biệt bà con có thể xem những cái gai, những cái cây mít mà bên Quanh đã xử lý để giúp cho nó ra gai, giúp cho trái nó nở ra, thì cái gai nó đang rất là nở. Và bà con biết không, chủ đề mà bà con rất là quan tâm và bà con hay điện thoại về hỏi Quanh khi đối với những bà con mà trồng mít á, là bà con hỏi làm sao để giúp cho cái trái mít của tôi á, cô Quanh làm sao để giúp cho trái mít của tôi á là nó nặng ký nè, nó tròn nè, nó không bị méo nè, nói chung nó tròn, nó vừa nở bề ngang, nó vừa nở bề dài luôn á bà con. Quanh nhận được rất nhiều câu hỏi như vậy. Thì từ nãy giờ bà con có thể thấy là những cái trái mít mà đã cắt một lứa rồi nha bà con nha, những cái trái mít mà đang còn lại thì đang tấn lên thì nó rất chi là to và nó rất là dài, cũng như nó rất là phình cho bề ngang, nhìn nó rất là chắc chắn và nó rất là đẹp. Thì bà con có biết được là những cái bí quyết của nó đã giúp cho khu vườn của chúng ta đạt được những cái năng suất nó cao như vậy ha bà con ha. Đây, cho bà con xem cái trái mít này đi ha. Đây, bà con chúng ta cùng xem cái trái mít này. Đó, bà con thấy cái gai của nó nè, nở rất chi là to và cái cuống của nó cực kỳ to ha. Quanh hay nói một cái loại sản phẩm mà Quanh chuyên dùng để mà hỗ trợ cho trái nó lớn là sản phẩm siêu lớn trái USA đó. Nó sẽ giúp cho chúng ta, siêu phun qua lá, nó sẽ giúp kéo thử luôn đã. Hơi bị nặng đó nha. Anh Hậu hỗ trợ giùm em cái này anh Hậu. Khi mà phun qua lá nó sẽ bị hỗ trợ giùm anh này. Khi mà phun qua lá nó sẽ gọi là tổng hợp những cái tế bào trái. Mình kéo xuống cho bà con coi cái. Rồi đợi nó xíu đi, tại vì có âm thanh vang vô là Quanh không tập trung để Quanh chia sẻ cho bà con được. Cái này anh đào hậu đón khoảng nhiêu ký? 2 mấy ký. 25 không? Không, khoảng 22. Ngày còn tuần nữa. 2 lon anh hậu. Ok không? Thấy được không? Được. Được ha? Được hơn phải không? Nó vui lên chứ. À, được cũng vui vậy hả? Này rồi. Được rồi, có anh Hậu hỗ trợ rồi. Đó bà con thấy ha, đây là một trong những cái trái mít anh Diễn gọi là trái mít heo, và con có thể thấy là nó rất là dài. Em nghĩ trái này có 25 kg không Hậu? Nó 2 mấy ký vậy? 22 kg. Hết nổi rồi hả? Đó. Trời đất ơi. Chụp tấm hình cho Quanh. Bà con thấy nè, cái trái mít này nè, nó bự hơn cái mặt của Quanh nhiều luôn á nha. Thì bà con có muốn biết được cái bí quyết là làm sao mà để chúng ta có được những cái trái mít to như thế này không? Cự cái. Đó bà con ha, những cái trái mít như thế này thì lái nhìn thì chắc chắn sẽ thèm thuồng chảy nước miếng luôn. Và chắc chắn là lái sẽ mua và được liệt cái bạn này ngay vô cái loại VIP, chứ không phải loại 1 nữa ha bà con ha. Những trái này nó sẽ giúp cho chúng ta gọi là làm giá với ngay cả cái nhà lái luôn ha bà con ha. Vậy thì bí quyết ở đây là gì? Bí quyết của Quanh khi mà xử lý cái vườn này là Quanh ở phía trên á, là Quanh sử dụng cái sản phẩm siêu lớn trái USA. Cái sản phẩm này sẽ giúp cho trái lớn nhanh, sửa tướng trái để cho trái nó luôn luôn đúng chỗ nào cũng tròn, luôn luôn lúc nào cũng phát triển lớn theo chiều ngang và cả lớn theo chiều dài luôn. Nên thành ra bà con có thể thấy cái trái này, ôi trời đất ơi, nó là thiệt đó chứ. Bây giờ mình cho cái độ ra.
Ai sai mắc thùng bia, ai đúng mắc gà. Này 25 kg hơn á. À chứ nhiêu ký? Bà ấy lưới luôn. Nò lưới luôn. Nò lưới luôn. Sao anh Hảo thấy được không? Tầm 23. Cái này chưa già nè. Chưa già. Cái này chưa già. Có bể đầu không? Dạ không, bình thường. Cái đang bị bể đầu phải không? Đó bà con ha, thì cái sản phẩm siêu lớn trái sẽ giúp cho cái chú à, chú nhìn tử rồi, chú ngồi tử chứ biết. Con bảo đảm nó nặng hơn chú nữa ấy. Trời ơi. Đây thì đây nè bà con, đây là bí quyết mà lúc đó là dạ, lúc đó thì Quanh đã sử dụng cái sản phẩm là siêu lớn trái để giúp cho trái lớn nhanh, sửa tướng trái, giúp phì trái và hạn chế rụng trái. Đặc biệt là nó sẽ giúp kéo dài và hình thành những cái tế bào trái, giúp cho cái trái của chúng ta gọi là thụ phấn toàn bộ. Những cái múi bên trong nó sẽ rất là vàng ha, rất là ngon, rất là ngọt. Kết hợp với việc là da dẻ bên ngoài nó rất là xinh. Và đặc biệt là nó sẽ ngăn ngừa cái việc mà nứt trái luôn ha bà con ha. Thì bây giờ thì Quanh sẽ cùng đây là cái lứa trái mà đã chuẩn bị thu hoạch rồi, thì mình không có phun thêm siêu lớn trái nữa, nhưng mà Quanh sẽ đi qua một cái cây khác. Quanh sẽ thực hiện cái việc sử dụng siêu lớn trái này như thế nào để giúp cho quý bà con của chúng ta có một cái vườn mít gọi là trái nó to, trái nó sẽ rất là to như cái vườn mít này luôn ha bà con ha. Quanh nghĩ là khi mà một cái trái mít mà nó được khoảng là 20 mấy ký là cũng là một niềm tự hào cho cái người mình trồng rồi, đúng không? Là một cái niềm rất là tự hào. Và đây chính là bí quyết siêu lớn trái USA, chính là bí quyết để giúp cho bà con của chúng ta đạt được cái chú trước. Từ khi chú trước lên video, chú trước nổi tiếng luôn. Đi ba vườn bả. Dạ dạ. Cây của chú bị một chuỗi. Rồi. Nó có cái bệnh rồi. Lạ, ngộ lắm cái vườn bả. Rồi, để con quay video cho bà con chút. Quay này đi. Rồi, đây là một cái trái nó chưa tới cái lứa thu hoạch. Bây giờ Quanh sẽ sử dụng thêm một cữ siêu lớn trái ở trên và phía dưới cái gốc này, thì Quanh sẽ đi cái sản phẩm là siêu dưỡng cây và trichomycin. Tại vì bà con biết là khi mà chúng ta muốn cho cái cây mà phát triển một cách toàn diện thì nó phải là đầy đủ dinh dưỡng. Thì dinh dưỡng ở dưới trong quá trình mà khi mà cây đang mang trái, bà con hay hỏi qua là sử dụng cái gì, thì chúng ta sẽ sử dụng siêu dưỡng cây kết hợp với trichomycin USA ha bà con ha. Đây là cái để ngăn ngừa sơ đen, thì bà con trong suốt quá trình cái vòng đời của cây mít thì bà con nên sử dụng sản phẩm trichomycin này. Vì sản phẩm trichomycin nó có chứa 3 cái con trichoderma đầu dòng, nó sẽ tiêu diệt, nó sẽ theo cái hệ gọi là đối kháng, nó sẽ tiêu diệt những cái con nấm khuẩn có trong đất, giúp làm đất tơi xốp hơn, từ đó ngăn ngừa làm sạch đất và ngăn ngừa cái việc mà phát triển cái bệnh xì mũ thân cây. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là siêu dưỡng cây nó sẽ giúp kích thích bộ rễ của cây, rễ khỏe, đất tốt thì cây phát triển mạnh, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây. Phía trên chúng ta sẽ phun siêu lớn trái qua phần lá ha bà con ha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ pha cái sản phẩm dinh dưỡng này, vừa tưới vừa xịt cho cái cây này luôn nha. Nước đâu hết rồi. Đây là cái vậy tưới, vậy đổ cái này vô trong đó trước đi. Vậy đổ cái này vô đi. Cái thùng này. Anh muốn múc thì lấy cái thùng này múc chứ. À trút vô đi. Múc gì vậy? Đã nhiều lắm. Vừa thôi, mình xịt cái. Rồi để xuống cho nè. Vậy múc thêm miếng nữa. Ngậu chưa có người yêu nè. Có rồi hả? À, mới có Tết này hả? Mới có Tết có rồi luôn. Phải không? Chở đi đâu? Chở đi đâu? Bữa đó thằng kia chở, phải ông chở đâu cho nội? Đi đám cưới đó. Bữa đó thằng kia chở. Không rồi, có một cô bé nữa. Thôi tập trung làm lớn cái mít đi. Rồi thôi lớn cái mít đi. Anh Hậu vô ngồi. À, là chúng ta sẽ bổ sung làm, chúng ta sẽ pha một cái hỗn hợp là trichomycin USA với lại cái siêu dưỡng cây ha. Cái này thì ở đây cái cách dùng thì Quanh cũng chia sẻ nhiều lần rồi, này mình sẽ nói nhanh để tiết kiệm thời gian của quý bà con của chúng ta. Chết cha, không gian hẹp quá. Trước khi dùng bà con phải lắc đều ha bà con. Rồi chúng ta sẽ pha một nắp cái siêu dưỡng cây này vào trong cái hỗn hợp này. Còn ở phía trên thì chúng ta sẽ pha cái siêu lớn trái nha. Anh Hậu có cảm nhận giờ sao so với mấy trái mít gì rồi anh đi siêu lớn trái anh thấy sao? Thấy nó đạt rồi, nó tròn trái rồi. Có nhiều gai không? Anh
trái nó dài thành lòn đó nha. Mình thấy nhiều heo con đâu ấy. Nếu mà trái dài nó phì thì nó đạt được mít nhất. Nhưng mà nếu mà trái mà dạng nó suông giống như hình trái đu đủ á thì nó lại khác. Nhưng con trái bữa là trái nó dài nó dài nó luôn. Phì ra luôn. Hài lòng không? Rồi chúng ta sẽ pha cái siêu lớn trái. Rồi chúng ta lắc đều lên, sau đó chúng ta tưới. Thay nhà bà con nghe. Rồi bây giờ anh Hậu tưới giùm em với, anh Hậu tưới giùm em với cái. Dạ tưới cây này đi, để cây này chưa thu hoạch nè, cây kia gần thu hoạch nè. Giờ chúng ta sẽ tưới xung quanh tán, tưới vào buổi chiều ha. Và bà con thấy khi mà cái vườn mà chúng ta giữ cỏ như vậy á, là sẽ rất là tốt cho cái cây của chúng ta, để giúp tạo cái môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển ha bà con ha. Còn phía trên thì chúng ta sẽ phun siêu lớn trái lên. Đó. Đó. Không cần. Phun qua lá. Rồi bây giờ mình sẽ quanh sẽ nhờ. Có sao không? Quanh sẽ nhờ anh Hùng ha. À, chúng ta phun lên trên nè. Cái trái lên lên. Đặc biệt là siêu lớn trái của chúng ta chỉ cần phun qua lá chứ chúng ta không có cần phun trực tiếp lên ở trên trái nha bà con. Nên khi bà con có chúng ta có bao trái thì trái nó vẫn phát triển bình thường nha bà con nha. Nó vẫn hấp thu, và khi mà siêu lớn trái hấp thu và kết hợp với nguồn dinh dưỡng ở dưới phía dưới, nó sẽ giúp cho cái trái của chúng ta phát triển một cách mạnh và lớn theo chiều ngang cũng như phát triển theo chiều dài. Và một cái quan trọng nữa là khi mà cây đang mang trái mà cây vẫn sung nha bà con ha. Nhiều khi mà cây không đang mang trái mà cây nó không có sung á, bà con thấy nó kỳ á bà con ha. Bình đang gặp sự cố. Thấy anh em rất là cực lực để có thể là thực tế cho quý bà con chúng ta cùng xem. Chứ nhiều khi là quanh chỉ giới thiệu sơ sơ rồi quý bà con chúng ta cùng ấy thôi. Đó, giờ là máy đã nổ ha bà con nha. Máy đã nổ rồi. Trời đang... phun cái cây có trái anh, phun cây có trái thôi. Cây có trái. Cây kia luôn. Chúng ta sẽ phun đều lên tán lá ha, và chúng ta tập trung phun ở dưới tàn lá rồi đó. Ok. Đúng rồi, tàn lá nha em. Vứt phát cái anh. Mạnh lên cho em quay video cho bà con có cảm giác đi. Phun ở dưới cái tán lá ở trong anh. Còn chúng ta sẽ phun ở dưới cái tán lá như vậy để mà giúp cho, tại vì mặt dưới của cái gân lá là khả năng hấp thu chất dinh dưỡng rất là cao, nên khi chúng ta phun thì chúng ta phun dưới tán lá như vậy ha bà con ha. Rồi, chỉ đơn giản như thế này thôi, bằng phương pháp như thế này sẽ giúp cho quý bà con của chúng ta sẽ có những cái trái mít nó rất là to, rất là dài như thế, giống như từ nãy giờ bà con chúng ta cùng thấy. Thì nó sẽ rất là đơn giản đúng không? Dễ thực hiện. Ở dưới là bà con lưu ý xung quanh là xài cái bộ sản phẩm dinh dưỡng dành cho bà bầu là Trico Homix cộng với siêu dưỡng cây 7 đến 10 ngày một lần. Còn ở phía trên là bà con cũng phun siêu lớn trái thông qua lá cũng 7 đến 10 ngày một lần. Sản phẩm này rất là tiết kiệm chi phí cho quý bà con nhưng hiệu quả rất là cao. Nó sẽ giúp cho trái mít của quý bà con luôn luôn đạt được loại 1 ha bà con ha. Quan trọng là nó luôn luôn đạt được loại 1 ha bà con ha. Đây là bộ sản phẩm mà Oanh nhắc mà nãy giờ nè. Siêu lớn trái Trico Homix ha, với lại siêu dưỡng cây ha bà con ha. Rồi, đây là những cái sản phẩm mà sẽ giúp cho cái trái mít của chúng ta đạt được loại 1, lớn trái, phì trái, nặng trái và giúp cho trái của chúng ta có một cái mẫu mã rất là đẹp. Oanh rất là mong là cái vườn mít của quý bà con chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có những cái trái mít vừa xinh vừa đẹp và vừa nặng vừa bán được có giá giống như là khu vườn này. Cảm ơn quý bà con. Nếu quý bà con đang có những cái vườn mít đang cho trái, bà con muốn cho nó trái nó lớn hơn, muốn cho trái nó nặng hơn và đạt được loại 1 thì bà con vui lòng gọi vào số hotline hiện trên màn hình để Oanh cùng có thể là đồng hành cùng quý bà con nhiều hơn. Còn bây giờ Oanh xin phép được chào quý bà con. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong những video khác nha. Xin chào bạn.